Chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Nếu như các bạn đang muốn tìm một chiếc laptop 2 trong 1 vừa làm cái tablet hay là một chiếc laptop lại còn có một cấu hình vô cùng mạnh để đáp ứng cái nhu cầu công việc một cách hiệu quả nhất, tham lam, thì yên tâm, video này dành cho các bạn một cái chiếc laptop với mức giá vô cùng hợp lý, đó là chiếc Lenovo Yoga C740. Và nó sẽ đáp ứng cho chúng ta những cái nhu cầu công việc hay là những cái tác vụ như nào, các bạn hãy xem hết video nha. Còn nếu như các bạn muốn tham khảo sản phẩm, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Các bạn hãy like and subscribe kênh của mình để đón xem những video tiếp theo. Hay là các bạn muốn đóng góp gì về những cái video của mình, các bạn hãy comment ở dưới phần bình luận nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu đánh giá thôi. Để nối tiếp những cái series review của mình thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ vào cái thiết kế của chiếc Lenovo Yoga C740. Với thiết kế xung quanh của chiếc Lenovo Yoga C740 được làm từ kim loại nguyên khối và mình đánh giá nó rất là sang trọng và đơn giản. Về chất lượng build thì rất là chắc chắn, cảm giác mình cầm nó rất là đầm tay. Với thiết kế như vậy thì độ bền của nó thì chúng ta có lẽ là khỏi phải bàn rồi. Về phía phần bản lề thì vì là một chiếc máy có thể xoay gập được 360 độ nên là cái thiết kế bản lề của nó khá là chắc chắn. Các bạn có thể nhìn thấy này, khi mình để ở một cái góc chưa đạt được 180 độ thì nó không hề bị gập một phát xuống như thế này. Với một số con máy bản lề không chắc chắn ấy, thì khi các bạn để như thế này một khoảng tầm chưa đầy một phút thôi, nó sẽ tự động bị nhả cái màn hình nó xuống như thế này luôn. Đó là bản lề không chắc chắn các bạn nha. Các bạn có thể nhìn thấy một cách cụ thể hơn về cái độ gập mở của chiếc máy này. Phía dưới sẽ là cái quạt thông gió cùng với hai ốc loa được trang bị ở đây. Theo cảm nhận tai mình cũng không hề tệ, thì mình thấy là âm thanh của chiếc Lenovo Yoga C740 cũng rơi ở mức trung bình. Tản nhiệt được trang bị ở phía sau của máy cũng rất là gọn gàng. Thế nhưng vì là cái thiết kế bằng kim loại nguyên khối ấy, nên là khi các bạn trải nghiệm với những tác vụ nặng chiếc máy thì cái chiếc máy sẽ nóng lên một chút trong khoảng thời gian từ 15 cho đến 20 phút và sau đó nó sẽ bình thường trở lại do tác dụng của cái tản nhiệt cực kỳ tốt trên cái chiếc Lenovo Yoga C740 này. Với màn hình 15,6 inch nên là cái chiếc máy có trọng lượng là 1,9 kg. Nó cũng có những cái option khác như là 14 inch với cái trọng lượng 1,3 kg. Đó, tùy vào cái lựa chọn của các bạn. Màn hình gương có cảm ứng đa điểm xoay gập 360 độ với hiển thị màu sắc 100% sRGB và độ sáng lên tới gần 400 nit. Thì với công việc làm về màu sắc thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng một cách cực kỳ tốt với cái hiển thị màu sắc rất là chuẩn. Thế nhưng màn hình có hơi bám phân một chút, cho nên là khi trải nghiệm chúng ta dùng một cái rẻ khô chúng ta lau đi để mà cái trải nghiệm sau chúng ta đạt được một cách tốt nhất các bạn nha. Và đặc biệt khi mà các bạn dùng với những cái chiếc laptop nhá, không kể là chiếc Lenovo Yoga C740 đâu, mà với bất cứ chiếc laptop nào, cái màn hình của nó rất là quan trọng. Nếu như các bạn chẳng may làm hỏng cái màn hình một cái thì chắc chắn cái số tiền các bạn bỏ ra phải bằng 2/3 cái số tiền các bạn mua chiếc laptop đấy, cho nên các bạn hãy cẩn thận khi mà sử dụng trên cái màn hình của chiếc laptop nha. Với cái phần màn hình của chiếc Lenovo Yoga C740 thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ, bởi vì nó vừa có thể trở thành một cái tablet, đúng không? Các bạn có thể trải nghiệm rất là nhiều kiểu. Ví dụ là chúng ta có thể để thành chữ L này này. Đấy, để thành chữ L khi nó trở thành chiếc laptop. Hay là chúng ta có thể để thành chữ L như thế này. Đó. Đấy, chiếc máy sẽ trở nên như thế này, thon gọn như thế này các bạn ạ. Đây là một chiếc tablet, hoặc là chúng ta có thể xoay gập hẳn vào 360 độ. Chúng ta có thể làm được rất nhiều kiểu khi mà trải nghiệm trên cái chiếc laptop Lenovo Yoga C740 đối với màn hình cảm ứng và xoay gập 360 độ. Về phần bàn phím của chiếc Lenovo Yoga C740 có lẽ là về cái ưu điểm lớn nhất, đó là về cái đèn nền. Các bạn có thể chỉnh ở hai chế độ. Đó, sáng thứ nhất và sáng thứ hai như thế này, nó rất là sáng. Và có một cái điểm nữa là cái layout của nó bố trí cũng khá là hợp lý, có thêm cả bàn phím số nữa, bàn phím full size. Về phần hành trình phím thì mình thấy là mình đánh giá không cao về chiếc Lenovo Yoga C740, thì có lẽ mình sẽ cho 7/10 đối với cái bàn phím của chiếc Lenovo Yoga C740 này. Còn về cái phần shortpad thì không quá là rộng nhưng mà vẫn rơi ở cái mức độ vừa phải. Tay mình cũng thuộc dạng tay to nhá, mà khi di như này thì nó vẫn vừa được 3/4 ngón tay của mình. So với một số những cái dòng laptop thì cái shortpad của nó cũng không quá là to đâu. Còn về phần chiếu nghỉ của nó thì còn tích hợp thêm một cái cảm biến vân tay như này. Nó được thiết kế ở đây thì mình thấy nó rất là kiểu gọi là tiện lợi ấy. Có một vài những cái laptop ấy có cái phần gọi là cảm biến vân tay được tích hợp ngay ở trên cái layout bàn phím, nó khá là gọi là bất tiện ấy, bởi vì là mình có thể bấm nhầm. Còn đối với chiếc Lenovo Yoga C740 này thì nó được thiết kế ở dưới bàn phím cho nên là không hiện tượng bấm nhầm, nên là cái thiết kế của nó cũng khá là hợp lý
và hiệu quả đấy các bạn ạ. Còn về cấu hình của chiếc Lenovo Yoga C740 thì với cấu hình thế hệ thứ 10 chip U i7 thì cái trải nghiệm công việc cơ bản của văn phòng trên những cái phần mềm Microsoft này, Word này, Excel hay là PowerPoint thì nó hoàn toàn thể đáp ứng một cách đơn giản nhất, hay là một cái phần, hay là một số những cái phần mềm cao cấp hơn như là AutoCAD hay là những cái phần mềm DJI, Lightroom hay là Photoshop thì nó vẫn có thể đáp ứng hoàn toàn được, vì là một con chip i7 thế hệ thứ 10 cũng là mới trong cái năm 2021 này. RAM 12GB, SSD 512, một cấu hình có thể sử dụng được mình nghĩ là cho đến 5 năm tới nó cũng không hề bị lỗi thời đâu. Còn về cái trải nghiệm game thì một chiếc máy cũng không là để chuyên dụng để chơi game lắm, nhưng mà với những cái con game như là Liên Minh Huyền Thoại được một cách tốt nhất khi mà mình để ở setting là normal hoặc là low các bạn nhá. Về con card màn hình onboard trên cái chiếc Lenovo Yoga C740 là con card Intel UHD. Nó không phải là một card màn hình rời các bạn nhá, cho nên nhưng mà nó vẫn có thể đáp ứng được những cái tác vụ như mình vừa nêu trên thôi. Đó là cái trải nghiệm của mình trên cái chiếc Lenovo Yoga C740 về cái cấu hình của chiếc máy. Tiếp theo đến là về cái cổng chuyển. Cổng chuyển chúng ta sẽ có bên trái là hai cổng Type-C đều có thể sạc vào một jack cắm tai nghe 3.5. Bên phải sẽ là hai cổng USB. Một trang bị cũng phải gọi là cũng không quá là đầy đủ. Cho nên là khi mà các bạn sở hữu cái chiếc laptop này thì các bạn phải mua thêm một cái jack cắm để tiện cho cái công việc sau này của các bạn. Còn về thời lượng pin thì là về một chiếc màn hình cảm ứng có thể xoay cập được 360 độ thì có lẽ là cái thời lượng pin của nó sẽ giảm đi một chút. Đối với trung bình một cái chiếc máy cao cấp dùng cho laptop doanh nhân ấy thì nó sẽ có thời lượng pin rơi vào khoảng 8 cho đến 9 tiếng trong một lần sạc, thì cái chiếc laptop C740 này nó sẽ giảm đi còn 6 cho đến 7 tiếng đồng hồ khi mà các bạn trải nghiệm với cái độ sáng từ 80 cho đến 100%. Đó, mình nghĩ là 6 đến 7 tiếng đồng hồ thì nó đáp ứng khá là đầy đủ những cái thời gian các bạn có thể xử lý công việc trong cả một ngày dài rồi. 6 cho đến 7 tiếng cũng khá là dài để các bạn có thể cắm vào sạc cho một cái chu kỳ tiếp theo của chiếc laptop. Vậy tóm tắt lại thì chúng ta sẽ có gì trên một chiếc Lenovo Yoga C740? Cái thứ nhất là một chiếc máy có thể xoay gập được 360 độ này, có màn hình cảm ứng này, màn hình là 15,6 inch Full HD này. Cái tiếp theo đó là với cấu hình con i7 chip U thế hệ thứ 10 cũng là mới nhất, cũng chưa phải mới nhất nhưng mà cũng là mới so với năm 2021. Và tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có một thời lượng pin từ 6 đến 7 tiếng có thể đáp ứng cho các bạn một cái nhu cầu công việc cả một ngày dài. Đó chính là 3 điểm trên cái chiếc Lenovo C740 mình thấy là nó rất là hữu ích cho các bạn trong cái quá trình sử dụng. Và đó là cái đánh giá cá nhân của mình về cái chiếc Lenovo Yoga C740. Còn ý kiến các bạn thì sao? Hãy để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Và nếu các bạn muốn tham khảo sản phẩm, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Chào! Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình để đón xem những video tiếp theo. Bây giờ mình phải trải nghiệm ngay cái chiếc laptop này thôi.